Ra khỏi hầm, Nhật thấy giao thông hào vắng tanh, không thấy bọn Nhiều và Du đâu. Chàng định quay sang hỏi Trang mới hay nàng không còn đó nữa. Nhật chạy trở lại hầm ngạc nhiên thấy cả bọn đang chúi đầu vào những lỗ châu mai chỉ trỏ nhau quên cả bắn, mà tiếng đạn cũng không còn nổ dữ dội như trước nữa. Thấy chàng vào, Trang quay lại bảo, Nhật ơi trong kìa. Chàng trông theo, một chiếc T-54 nữa của địch ở xa nhất phía bờ sông Tre đang bốc cháy. Nhật biết tầm xa như vậy thì chỉ có pháo binh của chuẩn Quý Cận mới phá hủy nổi. Ông bắn cách nào mà chàng không hay biết. Nhưng sự kiện bốn chiếc xe tăng bị cháy trong một thời gian rất ngắn làm cho những chiếc còn lại không dám tiến thêm lên nữa. Lúc này tiếng pháo cũng thưa thớt dần. Thừa thắng xông lên, Nhật kéo luôn một khẩu M72 khác nhắm vào chiếc xe bên trái. Chàng biết với tầm xa như thế này thì khó lòng mà bắn trúng, nhưng mà cứ bắn cho binh sĩ lấy lại tinh thần. Nhật bấm cò súng cho viên đạn bay ra, chàng có cái cảm giác trông chờ bia lên trong bãi tập ngày nào. Dù chỉ trong một giây cũng làm cho chàng vô cùng thích thú. Nhưng lạ chưa, Nhật nghe tiếng bọn Nhiều Kiệt Du lại la lên. Ê, trúng rồi, Thiếu Quý, bắn trúng rồi. Chiếc xe trúng đạn tuy không bốc cháy nhưng hình như đi lùi lại. Cả ba chiếc kia cũng thấy, có lẽ địch quân muốn chạy những chiếc xe ra khỏi tầm xa của súng, chúng lùi dần và ẩn mình trong những lùm cây. Chiều đang xuống, không gian như thêm màu tối, Nhật mệt mỏi ngồi xuống tấm phản gỗ thấp. Trang mang đến cho chàng một cục cơm đựng trong chiếc ca nhôm, không có thức ăn cũng không có cả muối. Ăn đỡ miếng cơm đi anh, chúng em ăn hết cả rồi, anh ăn cho đỡ mệt, tối nay nếu được yên em sẽ nấu cái gì thêm. Mùi cơm trắng làm Nhật nhớ đến mình đang đói. Chàng lấy tay bóc vội những hạt cơm cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Chỉ một thoáng chốc chiếc ca nhôm không còn một hạt mà Nhật vẫn thấy thèm thuồng. Kiệt mang tới cho chàng bi đông nước, nó than thở. Lúc nãy em nấu dội được chút cơm, chia mỗi người được nửa ca ăn càng đói thêm. Dù mệt nhọc và lo lắng, Nhật cũng phì cười vì cái tính tham ăn mê ngủ của Kiệt. Đánh nhau chết sống trong gang tấc mà cũng cố nấu cho được nồi cơm. Ủa sao nó lại nói đi chia mỗi người được nửa ca thôi mà chàng thì lại cả ca đầy ắp. Nhật rất khó chịu mỗi khi được dành ưu tiên trong vấn đề ăn uống. Chàng đã dặn nhiều lần không được làm thế, nên hôm nay Nhật bực tức nạt thằng đệ tử. Tại sao mỗi người được có nửa ca cơm mà phần tao lại đầy cả ca? Tao đã nói nhiều lần là có gì anh em mình phải ăn đồng chia đều, mày không có biết à? Đâu có ông thầy, em chia đều mà, phần ông thầy với chị Trang là một ca, có phải mỗi người nửa ca không? Nhật hiểu ra ngay, chàng quay qua Trang thấy nàng nhìn đi chỗ khác như trống ánh mắt của chàng. Tình yêu có nhiều định nghĩa mà nghĩa nào cũng không cao đẹp bằng nghĩa hy sinh. Trang của Nhật đã cho chàng tình yêu bằng nghĩa đó. Nhật toan nói đôi câu với nàng nhưng bỗng dưng thấy như thừa thải. Ông thầy, Đại Quý Nghĩa gọi bảo có chuyện khẩn cấp. Nhiều vội vàng mang máy tới đưa ống liên hợp cho Nhật. Chàng kéo sợi dây đài ra đủ để ngã lưng trên phản gỗ. Bên kia Đại Quý Nghĩa không la hét như mọi khi nữa. Ông nói trên đường dây hơi nhỏ như thì thầm, đúng là chuyện quan trọng. Thiếu tá rất khen ngợi đại đội ba của ông. Mình hạ được bốn chiếc xe tăng của tụi nó thì đại đội ba bắn cháy ba chiếc. Nhật hơi ngạc nhiên vì biết đại đội của mình hạ được ba chiếc xe tăng. Hay là chiếc bị bắn bên tuyến đại đội một là do lính của chàng tác xạ. Nghĩ vậy thôi chứ Nhật không nói gì. Đại Quý Nghĩa lại tiếp. Tôi vừa gọi chuẩn quý trực của đại đội một, hắn vừa cho hay tiểu đội phòng thủ trên tiền đồng vừa trở về đầy đủ, không thiếu một đứa nào. Chúng nó bảo chính trung quý Hoàng Lê ra lệnh cho chúng nó và tiểu đội bên kia trút vào rừng, nhưng chúng nó sợ quá nên quay trở lại tiểu đoàn. Nhật ngạc nhiên đến sợ hãi, chàng hỏi lại như không tin ở tai mình. Chính trung quý Hà Lê ra lệnh rút, thế còn hai tiền đồng kia đại đội hai thì sao? Hai tiền đồng của đại đội hai vẫn còn liên lạc được, chúng nó vẫn còn giữ vững trên đó. Thế sao hồi trưa tôi nghe rằng bốn tiền đồng đều mất hết, chúng nó bắn 12 ly 8 xuống tiểu đoàn như mưa đấy thôi, lúc mà xe tăng tấn công mình đó. Không phải cả bốn tiền đồng cùng bắn xuống hết, chỉ có hai ngọn đồi ở phía đại đội một mà thôi, hai nơi nó bắn xuống mình cũng đủ ngất ngư con tàu đi rồi. Nhật nóng nảy hỏi dồn. Thế sao đại quý không hỏi thẳng ông Lê là tại sao ông ấy ra lệnh rút? Phía bên kia giọng đại quý Nghĩa nghe nhỏ hơn, Nhật phải cố gắng tập trung lắm mới nghe được bởi vì tiếng ông tiểu đoàn phó thì thầm như sợ bị lộ ra ngoài. Nghe đây Nhật,
Chuyện xảy ra vô cùng nghiêm trọng, ông Chẩn Quý Trí mới mở công điện khẩn đánh từ quân khu đánh lên. Quân khu đã khai thác được tên Từ Tây và biết được rằng chính Hoàng Ngọc Lê đã làm nội tướng cho Việt Cộng. Tôi gọi ngay cho Hoàng Ngọc Lê để dò xét nhưng không thấy trả lời nên đành phải vào tần số của Chẩn Quý Diệu và Trực. Ông Trực cho hay là tiểu đội phòng thủ Tiền Đồng vừa mới rút về còn đang ở ngoài hàng rào xin mở đường riêng để vào trại. Gặp được tụi nó, ông Trực mới hay rằng chính Hoàng Lê ra lệnh rút. Tôi đã ra lệnh cho Trực mang mấy thằng lính tìm tới Hoàng Ngọc Lê ngay, nhưng khi Trực tới hầm Lê thì không còn đó nữa. Hai thằng mang máy cho Lê đã chết, bị bắn vào đầu cả hai. Có lẽ trong lúc lộn xộn, Lê đã theo đường riêng của đại đội trốn ra ngoài sau khi hắn bắn chết hai thằng mang máy. Bây giờ thiếu tá muốn ông tới ngay đại đội một gặp ông Trực và ông Diệu xem tình hình cụ thể ra sao. Ông phải khéo léo và giữ kín đừng cho lính biết, kẻo chúng nó mất tinh thần. Trời sắp tối, tự nhiên bọn chúng rút lui và chỉ pháo cầm chừng nên chẳng biết chúng toan tính gì. Nhớ hết sức cẩn thận, nếu cần thì giao trách nhiệm cho Chuẩn Quý Diệu. Tôi sẽ cho thêm người về giúp ông. Ông Trí đang soạn đặt lệnh truyền tin mới. Bây giờ mình qua tần số giải tỏa ngay. Tôi hiểu đại quý. Được rồi, ông đi đi. Cho tôi biết ngay tình hình cụ thể. Tôi với thiếu tá biết rằng ông không khéo nên giao cho ông coi luôn tuyến đại đội 1. Tuy đại quý Nghĩa hối thúc nhưng Nhật chưa đi vội, chàng phải suy nghĩ về một điều quá bất ngờ này. Từ lâu Nhật vẫn tưởng Lê là một tay ăn chơi đàn điếm chứ không ngờ hắn ta lại làm việc cho Việt Cộng. Theo Nhật, Lê chỉ là loại người ham hưởng thụ, sống theo bản năng nhục dục chứ không thể nào bị mê hoặc bởi cái lý thuyết ngoại lai ngông cuồng kia. Chắc vì cái tật ham gái nên Lê đã bị Từ Ti đưa vào trong lợi dụng. Dù vì bất cứ lý do nào đi nữa, Hoàng Lê hôm nay vẫn là một đối tượng nguy hiểm cần phải loại trừ. Nhật lại nghĩ đến những lời chọc ghẹo sàm sỡ của Lê đối với Trang trước đây mà lo ngại. Cứ theo lời nói của Trang hôm trước thì Lê phải biết Trang là du kích ở Tà Nót, còn nàng thì chẳng biết một tí ti gì về Hoàng Lê cả. Thảo nào mà hắn đối với Trang quá sổ sàng bởi vì hắn đã biết rõ hành động của nàng. May mắn một điều là Hoàng Lê còn biết sợ nên giữ kín không dám lộ ra cho ai biết. Hắn cũng biết rằng nếu làm như thế chắc chắn sẽ bị Từ Ti trừng trị và chân tướng hắn lộ ra ngay. Hèn chi hồi sáng nay khi Nhật và Trang từ Tà Nót trở về, trong mặt Hoàng Lê lầm lì dễ sợ, nhất là lúc hay tin Từ Ti bị bắt. Suy nghĩ xong, Nhật đứng lên kéo Trang lại gần khẽ nói cho nàng nghe hết mọi chuyện. Trang cũng không ngạc nhiên lắm, nàng chỉ nói: "Em đã nghi từ lâu dù không có bằng cớ nào chắc chắn. Những lúc hắn chọc ghẹo hành hung em không phải tư cách của một người sĩ quan." Nhật dặn dò vài điều rồi ra hiệu cho nhiều theo chàng. Trang đòi đi theo nhưng Nhật cản lại: "Em phải ở lại đây giúp anh liên lạc với đại quý Nghĩa. Du và Kiệt sẽ ở lại với em. Nhớ rằng không có chuyện gì quan trọng thì đừng ra khỏi hầm." Hai thầy trò vừa đi, Nhật vắn tắt kể chuyện Hoàng Lê cho nhiều. Chàng bảo nó: "Mày kiểm soát lại súng đạn, kẻo khi dùng tới lại bị kẹt, lên đạn sẵn sàng. Tao không có ngờ có ngày Việt Cộng ở khắp mọi nơi như hôm nay, mà ông Chẩn Quý nào giữ tuyến sát với đại đội mình, ông Diệu hay ông Trực?" "Dạ ông Trực, ông Trực nằm ngay đầu tuyến. Ở giữa là hầm của thượng sĩ Úc, thường vụ đại đội, gần sát khúc quanh là hầm của thiếu quý Bi. Có lẽ bây giờ ông Lê ở trong hầm của thiếu quý Bi ngày trước." Hai thầy trò đi như chạy ngang qua hầm của Chí. Nhật thấy mấy thằng lính thượng đang dùng phong xô bó sát mấy người chết từ trên võng gác rơi xuống. Trong Chí có vẻ tỉnh táo hơn. Đến hầm Tống Phước Lành là đã gần đến ranh giới đại đội của Hoàng Lê. Hai thầy trò có cảm tưởng như đi vào đất địch. Giao thông hào vắng tanh cộng thêm với cái cảm giác rần rần đến ghê người. So với hai đại đội bạn thì đại đội một ít bị địch pháo hơn hết thảy. Nên Nhật không thấy có sự thiệt hại nào đáng kể ngoại trừ chiếc xe tăng địch đang bốc cháy ở hàng rào. Chàng nhìn ra và kinh ngạc hỏi nhiều: "Trời đất ơi, sao hàng rào đại đội một lại bị cuốn đi như thế kia? Tụi nó thổi B-40 vào à?" Nhiều cũng ngạc nhiên không biết trả lời sao. Hai thầy trò đi vào một căn hầm lớn, gặp Trực đang ngồi nhai cơm ngon lành. Chắc là anh chàng quá đói. Gặp Trực, Nhật hỏi ngay: "Ông Diệu và ông Út đâu?" Trực đứng lên ngay vội vàng chạy ra khỏi hầm, ý chừng muốn đón hai người. Nhật ngăn lại tra dấu chưa cần rồi hỏi tiếp: "Lần cuối cùng ông gặp Hoàng Lê bao nhiêu lâu rồi?" Trực ú ớ không xác định được bao lâu. Bao nhiêu chuyện liên tiếp xảy đến làm cho Trực muốn đứng tim không sao giải quyết được. Có lúc anh chàng tưởng như mình đã chết rồi, nhất là khi chiếc xe tăng của địch vừa chạy vừa bắn, càng lúc càng gần tuyến đại đội như vào chỗ không người. Lính thì chỉ có súng cá nhân lớn hơn một chút là M60 bắn vào xe tăng như gãy ghẻ. Súng chống chiến xa thì chẳng thấy đâu,
Hoàng Lê bảo sẽ mang tới nhưng chẳng bao giờ có cả. Nhất là lúc được lệnh Đại Quý Nghĩa ra lệnh cho Trực mang lính tới tìm Hoàng Lê, thấy hai người lính bị bắn từ sau ót ra trước. Mặt mày vỡ toan làm Trực sợ quá như muốn rung lên. Nhật lại hỏi tiếp, thế sao hàng rào lại bị cuốn hết thế kia, còn chiếc xe tăng thì ai bắn? Tôi đâu có biết tại sao thiếu quý, còn chiếc xe tăng kia chắc là bên đại đội của thiếu quý bắn qua, chứ bên này có M72 đâu mà chống được xe tăng. Ông Lê bảo cho người mang tới mà nào có gì đâu, thằng chả còn ra lệnh cấm không cho lính di chuyển trong giao thông hào, chỉ một mình hắn mới có quyền đi lại, không lẽ thằng chả là diệt cộng? Nhật vắn tắt cho Trực biết quân khu gọi lên xác định Hoàng Lê làm nội tuyến rồi lại hỏi, thế còn toán tiền đồng trút về làm sao vào đây được? Toán à, tiền đồng thuộc trung đội tôi, khi về tới gần chúng nó gọi cho tôi biết. Lúc ấy tôi gọi cho Hoàng Lê mãi mà không có trả lời nên tôi liệu mở cổng phụ cho chúng nó. Nhật cho gọi Diệu và Út, chừng 5 phút sau hai người cùng tới. Chàng vắn tắt cho ba người quyết định của tiểu đoàn rồi cả bọn đi tới hầm Hoàng Lê. Chàng khám phá ra hàng rào trước hầm của hắn bị cuốn lại bởi một loại chất nổ dài nối tiếp nhau mà Việt Cộng sử dụng mỗi khi công đồn. Chính Hoàng Lê đã đặt chất nổ luồn qua hàng rào vì dây điện nối với ngòi kích nổ vẫn còn kia. Chàng bảo ba người, tiểu đoàn cử tôi trông coi luôn đại đội 1, tạm thời chuẩn quý Diệu chỉ huy tổng quát, khi không có tôi ở đây, đừng cho lính hay biết gì về chuyện của Hoàng Lê cả. Nếu phát hiện ra hắn lẩn khuất quanh đây, mình có quyền bắn ngay, nhưng tôi tin rằng hắn đã đi rồi, cổng phụ phải được gài mìn, chuẩn quý Diệu lo ngay cho tôi. Diệu gật đầu nhận lệnh vội vã đi ngay vì sợ rằng trời tối. Thượng sĩ Út và Trực dẫn Nhật đi tổng quát một vòng quanh tuyến đại đội. Nhật nhận thấy ngay là ngoài phần hàng rào bị cuốn lại, các chỗ khác vẫn còn nguyên vẹn. Chàng ra lệnh cho thượng sĩ Út cho người ra cố kéo dài những cuộn dây kẽm gai vòng cho giáp mối và đặt thêm mìn định hướng. Công việc tuy đơn giản như vậy nhưng cũng làm cho Út và mấy người lính vất vả. Lý do chính là vì trống trại quá dễ bị ăn đạn 12 ly 8 từ các cao điểm bắn xuống. Song cũng không thể để hàng rào trống như vậy được. Út hỏi Nhật một câu làm chàng không thể trả lời. À, tụi nó có tấn công đêm nay không thiếu quý? Nhật bật cười nhìn ông thường vụ đại đội 1, làm sao mà chàng biết được ý định của địch quân? Không biết ông ngây ngô tin tưởng tuyệt đối ở cấp trên hay chỉ giả vờ để thử tài nhận xét của chàng. Tuy nghĩ thế nhưng Nhật vẫn trả lời. Tôi có phải là địch đâu mà trả lời chính xác câu hỏi của ông. Mà nếu là tôi là địch thì tôi sẽ quyết định tấn công tiếp đêm nay. Ông bảo hạ sĩ quan vũ khí cấp phát cho các tiểu đội trái sáng và M72 liền ngay bây giờ. Lúc nãy tôi thấy chúng còn 4 chiếc nữa, biết đâu chúng lại chẳng mò tới đêm nay. Nhật ở lại đại đội 1 cho đến tối. Khi mọi chuyện cấp bách được làm xong và súng đạn được cấp phát cho các tiểu đội đầy đủ, chàng mới trở về hầm của mình. Đêm đen như đồng lõa với địch quân, đêm lạnh lùng trần trận. Thỉnh thoảng một trái hỏa châu được tiểu đoàn bắn lên liên tục thắp sáng cả một khoảng trời. Ánh sáng vàng vọt lung linh như cũng sợ đạn bom. Ánh sáng leo lét như ngọn nến ngoài trời, lúc nào cũng chỉ trực tắt để cho súng đạn có cơ hội gầm rú. Tuy vậy Trang cũng lợi dụng được một khoảng bình yên để nấu được bữa cơm. Cả ba người đang đợi thì Nhật và Nhiều bước vào, Kiệt treo lên dục giả. Mau lên thiếu quý, đói quá rồi, chờ ông tử nãy giờ. Nhật khoát tay ra dấu cho mọi người ăn đi, chàng cúi xuống gặp bàn tìm chiếc ba lô, lấy ra chiếc đèn bên nhỏ rồi bước đi ngay. Trang chạy theo hỏi, đi đâu vậy anh? Bây giờ đang tạm yên, sao không ăn chút gì dằn bụng? Anh đi bảo thượng sĩ mẫu cho người đem chôn mấy người lính tử trận hồi sáng hôm nay. Trời tối mình có thể mang ra ngoài hàng rào chôn được rồi, để lâu quá anh sợ không tốt, vì anh em binh sĩ họ thấy mất tinh thần bất lợi cho mình. Trang đi theo Nhật, nàng muốn chia sẻ với chàng bất cứ điều gì trong cuộc sống dù vui buồn cực khổ hay hiểm nguy. Bao nhiêu năm nay sống giữa núi rừng, giữa chiến tranh, bom đạn và hận thù nên Trang trân quý tình yêu. Đây là mối tình thơ dại duy nhất trong đời. Chính vì thế mà nàng đã chọn ở lại với Nhật khi được mẹ gợi ý và cho phép. Hai người đi tới hầm của thượng sĩ mẫu. Đúng lúc ông thường vụ vừa mới ăn xong, Nhật nói ngay. Ông cho người đào hố chôn những người lính mất sáng nay. Dạ, mà thiếu quý tính cho chôn ở đâu? Thì đưa ra ngoài hàng rào như hồi sáng tôi nói với ông đó, cho làm ngay đi. 8 người lính được lệnh mang xẻng cá nhân lên mặt đất lần ra ngoài hàng rào để đào hố chôn người.
Chưa tới nơi thì đạn địch đã nổ vang, hai người đi đầu gục ngay xuống, sáu người đi sau vội vàng chạy lùi lại nhưng không còn kịp nữa. Những viên đạn AK nổ giòn giả làm công người họ lại, vắt một nửa thân hình trên những nóc hầm, bên cạnh những cái xác mà hồi sáng chính họ bó lại kỹ càng trong những chiếc phong xô. Nhật và Trang cũng đang đứng đó với thượng sĩ Mẫu chỉ huy những người lính làm việc. Nghe tiếng đạn nổ, chàng vội vàng xô Trang xuống giao thông hào rồi ngã chồng lên. Chúng nó tấn công rồi, chúng nó đã chờ trực ở bên ngoài để chờ đêm xuống. Đạn hỏa châu của tiểu đoàn bắn lên không soi đủ những vùng tối mà địch quân lẫn lúc. Chàng vùng dậy hét lớn, chúng nó tấn công, bắn trái sáng lên. Nhật nghe rõ tiếng máy xe tăng địch xen lẫn với tiếng đạn nổ. Một cột lửa từ ngoài hàng rào thổi vào bay luôn tháp canh cao nhất tiểu đoàn. Cũng may là những người lính của chàng đã đề phòng và cảnh giác, nên ánh sáng bật lên sau tiếng thét. Bên ngoài hàng rào những tên địch đang điên cuồng reo hò với hai chiếc xe tăng gầm gừ nhả đạn. Nhật chạy tới hầm Bảo Nhiều xin tiểu đoàn bắn thêm trái sáng. Xe tăng địch tới gần quá rồi. Mặc dù đạn phòng thủ bắn ra như mưa lũ, nó vẫn từ từ băng qua hàng rào để tạo một lối đi cho những tên địch theo sau. Mấy trái mìn Claymore được bấm nổ ngay nhưng không cản được nó đi chậm lại. Những họng M16, M60, M79 từ trong tuyến phòng thủ nổ ra liên hồi đã làm cho chiếc xe tăng trở nên lạc lõng vì những tên bộ đội tuần thiết đã không còn nữa. Có lẽ cũng biết như thế nên nó cứ ủi tới nóc hầm rồi xoay quanh một vòng nhả đạn. Nhật cuốn cuồng tìm mấy khẩu M72 còn lại, gần quá và chậm quá rồi, vớ được khẩu treo ngay trên cửa, chàng vội vàng căng ra. Nhật thấy tay mình trung lên khi đạn bay như kính bầu trời. Muốn bắn được nó phải leo lên nóc hầm, mà trèo lên nóc hầm giờ này thì khác nào tự sát. Đang lúc chưa biết tính sao thì ngoài hàng rào chiếc xe tăng thứ hai bốc cháy. Ánh sáng bùng lên như ngọn đốt khổng lồ soi rõ mấy tên giặc dễ dàng làm bia cho quân ta tác xạ. Nhật nghe tiếng nhiều hét to, thượng sĩ An bắn cháy xe tăng rồi. Nhật vẫn chờ cho khẩu súng trên chiếc xe tăng đã ủi sập nóc hầm đổi sang hướng khác là chàng nhảy lên bắn ngay. Lâu quá mà nó cứ xịt tới xịt lui rồi thấp dần xuống, luồng đạn bây giờ bay sát trên đầu nguy hiểm quá. Nhật ngạc nhiên chưa biết tại sao thì Trang từ hướng bên ấy chạy về. Từ nãy giờ mãi chuyện đánh nhau, Nhật quên hẳn nàng. Trang la lớn, nó sập hầm rồi, nó sập hầm rồi. Nhật hiểu ra ngay từ trên mặt đất bằng phẳng giao thông hào được đào sâu chừng một thước rưỡi. Các căn hầm vây quanh cũng chìm trong lòng đất với cùng độ sâu của giao thông hào, chỉ nhô lên mặt đất chừng nửa thước để chừa lỗ châu mai. Nửa thước với chiếc T-54 của địch chạy bằng xích không phải là một chướng ngại, nên thằng tài xế địch muốn vượt qua, nó không nghĩ rằng khi vượt qua căn hầm với sức nặng của xe tăng, khác nào đi qua một chiếc thùng rỗng. Vì thế chỉ một vòng xoay của chiếc xe sập ngay xuống. Chiếc xe mắc kẹt không lên được. Nhật hỏi Trang, có ai bị mắc kẹt trong hầm không? Em không biết rõ, nhưng khi nó tiến sát quá mọi người bỏ chạy hết, có lẽ em là người chạy sau cùng. Quả châu vẫn được liên tiếp bắn lên, đạn vẫn thi nhau nổ, nhưng thật lạ lùng là tuyến của đại đội Nhật dường như yên tĩnh. Chàng nghĩ ngay tới mấy vọng gác đã bị thổi bay, chỉ còn lại mấy bao cát chơ vơ. Bấy nhiêu đó cũng đủ cho chàng đặt súng. Súng đã căng ra sẵn sàng, Nhật nhảy lên ngay, nhanh đến độ Trang không kịp ngăn cản. Phục viên đạn chui ra khỏi nòng ban đêm, tạo ra một luồng lóe sáng. Đạn nổ ngay trên pháo tháp xe tăng không bốc cháy nhưng nó yên lặng hẳn. Bắn xong, Nhật không dám đứng lên, cứ nằm thế mà lăn vào. Thấy vậy, Trang đưa tay đỡ lấy đôi chân của Nhật để chàng không ngã mạnh. Nhật cũng cố bám lấy Trang, vô tình hai người ôm chặt lấy nhau. Hey, đánh nhau gần chết mà hai người giờ này còn tình tứ quá hả? Đại quý Nghĩa và ông Chẩn Quý Thanh đi tới, theo sau là mấy thằng mang máy và cận vệ. Gặp Nhật, ông nói ngay, tăng phái cho đại đội ông một ông Chẩn Quý nữa, muốn đưa qua phía ông Diệu hay để ở đây tùy ông. Cả bọn mò tới chiếc xe tăng sau khi cho lính ném hàng chục trái lựu đạn vào trong. Ánh sáng hỏa châu soi rõ những xác người nằm dài sau chiếc xe, trên hàng rào kẽm gai những tên địch chết đứng, chết ngồi, chết nằm la liệt. Chỉ trong vòng 15 phút giao tranh vừa qua mà xác người nhiều đến thế. Chàng hỏi đại quý Nghĩa, tình hình đại đội 2 ra sao đại quý? Kha tộc, ông Tấn cũng cứng lắm, hay tiền đồng có mấy còn nguyên vẹn nên mặt ấy cũng đỡ lo. Nặng nhất là ở đây nên tâu bằng với thiếu tá là tăng thêm sĩ quan cho ông. Báo cho lính biết là gặp thằng Lê là bắn liền tại chỗ, đào ngũ theo địch trong khi giao tranh là đủ tử hình rồi. Không ngờ nó dám làm như thế. Nói rồi ông đi vòng thị sát tuyến đại đội 1 và 3, cả bọn Nhật đều chạy theo sau.
Chuẩn Quý Thanh được lệnh ở lại trong hầm thay Nhật điều động và báo cáo với tiểu đoàn mỗi khi chàng phải ra ngoài như bây giờ. Thanh là một sĩ quan rất khá, đang làm phụ tá ban ba. Để Thanh ở đây lo tuyến giữa, Nhật sẽ rảnh rang đi giúp Chí và Lành, hoặc có thể xuống thẳng đại đội 1 với Diệu và Trực. Cả bọn đã đi tới đại đội 1, cho đến bây giờ tuyến này tương đối vẫn yên tĩnh, chỉ trừ một khoảng hàng rào bị Hoàng Lê phá hủy. Đại quý Nghĩa dặn Trực luôn luôn phải đề phòng điểm ấy, có lẽ địch cũng biết thế nên không đụng đến. Lúc đại quý Nghĩa sắp sửa về trung tâm hành quân, Nhật hỏi ông, sao quân khu không cho mình mấy phi vụ chiến đấu, chẳng lẽ cứ để cho tụi nó giết mình sao? Đại quý Nghĩa cúi đầu xuống, ông nói nhỏ như chỉ muốn một mình Nhật nghe. Xin mấy mươi lần rồi, có máy bay đâu mà cho, người ta ưu tiên cho những vùng khác, đâu đến lượt mình. Đêm hôm đó Nhật vật vờ mệt mỏi chờ địch đến trong vòng tay dịu dàng của Trang. Thanh cũng rất tinh ý, ở hầm bên cạnh cùng bọn nhiều, dù biết rằng Nhật chẳng làm gì, chàng bảo Nhật. Thiếu Quy cứ nghỉ một chút, từ sáng tới giờ ông mệt quá rồi, tôi sẽ đi kiểm soát các tuyến thay ông. Nhật bỏ chiếc nón sắt trên đầu xuống nằm trên những mảnh áo giáp, chàng nhắm mắt lại tận hưởng những giây phút thần tiên. Gối đầu lên đùi của Trang ngồi ở góc giường, Nhật rơi ngay vào giấc ngủ. Chỉ còn một mình Trang thao thức lặng yên trong căn hầm ngột ngạt và khét lẹt mùi thuốc súng. Nàng không hối hận vì đã ở lại để phải chịu đựng những nguy hiểm và gian khổ này. Trái lại, Trang rất hài lòng vì được sống theo ý muốn. Đối với nàng, Trừng Núi là quê hương và Nhật là kỷ niệm của một tình yêu bất diệt. Cả hai đều gắn bó với nàng, quá thiết tha đến độ nàng bằng lòng đánh đổi cả mạng sống của mình để cho những điều trên hiện hữu. Bây giờ cả hai thứ đều đã ở trong tầm tay của nàng, thì sao chỉ vì những bom đạn này mà nàng phải chối bỏ, phải đầu hàng? Không, Trang chẳng bao giờ đầu hàng những khó khăn trong cuộc sống. Ước mơ của Trang và Nhật thật bình thường, nhưng éo le thay, cả hai đứa đều cố gắng làm những điều không bình thường mới may ra có được. Đó là sự tham dự vào cuộc chiến tranh. Cuộc chiến ấy cứ dai dẳng đeo đuổi vào dân tộc nàng từ thế hệ này sang thế hệ khác, đến nỗi tuổi thơ của nàng là một giấc mộng hải hùng, đớn đau cho đến ngày gặp lại Nhật ở nơi rừng núi hoang vu này. Đêm yên lặng, Trang vẫn ngồi yên thương thân mình bằng những giọt lệ lăn dài trên má. Chừng một tiếng đồng hồ sau, Nhật giật mình choàng dậy, chàng nhận ra Trang đang ngồi gục đầu yên lặng để cho người yêu no tròn giấc ngủ. Thương quá, Nhật đưa tay kéo nàng nằm xuống. Trang ngoan ngoãn đặt mình xuống chiếc giường gỗ gồ ghề. Nàng tưởng Nhật sẽ nằm ngay bên cạnh, nhưng không phải thế. Sau khi đắp cho nàng tấm chăn dù ấm áp của mình, Nhật yên lặng bước ra ngoài. Hỏa châu vẫn thắp sáng trên đầu, nhưng đêm đen yên lặng quá. Yên lặng đến nỗi Nhật có cảm tưởng rằng giao tranh chưa hề xảy ra nếu không nhìn thấy chiếc xe tăng nằm ngay giữa tuyến. Chiếc xe to lớn đen ngòm nằm kia như con voi phục, và những tràng đạn M16 của quân ta bắn thăm dò vu vơ qua hàng rào phòng thủ, đánh thức đêm đen. Nhất định địch quân đang tính chuyện gì đây? Đi qua hầm bên cạnh, Nhật không thấy Chuẩn Quý Thanh đâu, chỉ có Du và Kiệt ngồi dựa lưng trên vách đang say sưa ngủ. Chàng la lên, "Ê, sao ngủ hết tất cả vậy? Tụi nó mò tới thì chết cả đám bây giờ." Thanh và Nhiều từ phía bên kia chạy tới, Du và Kiệt cũng giật mình nhõm dậy, vội vàng chĩa súng vào lỗ Châu Mai trước mặt. Thanh giảng giải, "Tôi à cho chúng nó ngủ chút đó Thiếu Quý, tôi à với Nhiều vừa đi một vòng kiểm soát về đây." Nhật gật đầu nhưng giải thích thêm, "Trong hầm không nên ngủ hết, dù chỉ là một phút, luôn luôn phải có người thức canh chừng các lỗ Châu Mai. Tôi nghĩ chúng nó toan tính gì đây chứ không chịu yên lặng rút lui đâu, phải cảnh giác tối đa." Nhật chưa dứt lời thì từ phía đại đội 1 đã lóe lên những cột sáng dài và tiếng nổ. Chàng biết ngay là có chuyện nên chạy ngay về hướng đó. Các hàng rào phòng thủ đã bị cuốn lại bởi những thanh chất nổ dài mà địch đã luồn qua rồi khích nổ. Dưới ánh sáng hỏa châu, hàng trăm tên địch đã trỗi dậy hò hét xung phong. Đạn phòng thủ được dịp thi nhau nổ mà không thể đóng hết, những con người thú mang rợ cuồng điên gào thét xông vào. Mặc cho lớp này ngã xuống lớp sau, chúng cứ tiến lên.